Chào bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý siêu thị Hàn Quốc Korashop 24 giờ. Với 8 năm kinh nghiệm cung cấp các sản phẩm Hàn Quốc về thị trường Việt Nam, thì Korashop 24 giờ luôn luôn chọn ra những sản phẩm chất lượng nhất từ đất nước Hàn Quốc để đem tới tay người tiêu dùng Việt Nam nhằm đảm bảo, bảo vệ cũng như cải thiện sức khỏe của bạn hay chính người thân trong gia đình bạn. Và hôm nay thì Ngọc Hoa sẽ giới thiệu với các bạn một dòng sản phẩm vô cùng ý nghĩa cho sức khỏe của bạn cũng như người thân. Kèm theo đó thì nó cũng là một dòng sản phẩm đặc biệt mà bạn có thể dùng để đem tặng cho đối tác, đồng nghiệp của mình. Đấy chính là nước đông trùng hạ thảo hộp gỗ 60 gói. Các bạn có thể nhìn thấy đây là hộp của chúng ta, một hộp gỗ vàng nhìn rất sang trọng và lịch thiệp đúng không ạ? Khi chúng ta đem tặng sản phẩm này cho đối tác và đồng nghiệp nó rất là ý nghĩa. Vâng, như các bạn cũng biết thì trong đông trùng hạ thảo thì nó có rất nhiều dưỡng chất, bởi con đông trùng hạ thảo được tìm thấy ở độ cao từ 3.000 đến 5.000 mét trên một đường dốc đầy tuyết các bạn ạ. Và phải trải qua 2 năm, những bào tử nấm ký sinh trên ấu trùng mới được thu hoạch và nó tạo ra con đông trùng hạ thảo. Tức là nó phải trải qua 2 năm với những mùa đông lạnh giá đầy tuyết rơi và những cái nóng hè của oi bức thì nó mới tạo ra con đông trùng hạ thảo. Chính vì vậy nên trong đông trùng hạ thảo có rất nhiều dưỡng chất vô cùng quý giá. Nó có tới 17 loại axit amin cần thiết cho cơ thể, kèm theo nữa là rất nhiều các nguyên tố vi lượng như natri, kali hay là sắt, phosphor. Và đặc biệt là ngoài những nguyên tố vi lượng và axit amin thì nó còn có rất nhiều vitamin như vitamin B2, B12, vitamin K, vitamin E, vitamin C. Vâng, chính vì vậy nên trong những gói nước đông trùng hạ thảo này, nó sẽ đem lại cho mình một sức khỏe thật là tuyệt vời. Và nó sẽ mang lại cho bạn cơ thể như thế nào thì sau đây Ngọc Hoa sẽ giới thiệu cho các bạn nghe công dụng của hộp nước đông trùng hạ thảo hộp gỗ vàng nhé. Vâng, như Ngọc Hoa vừa mới nói với các bạn là trong đông trùng hạ thảo thì có rất nhiều các loại axit amin cũng như là nguyên tố vi lượng và các vitamin. Nhưng ngoài nó ra thì thành phần gừng cũng như là ngũ gia bì ở trong nước đông trùng hạ thảo thì nó còn giúp cho tế bào trong cơ thể chúng ta khỏe lên, kích thích cho sức đề kháng của chúng ta tốt hơn và giúp hệ miễn dịch của chúng ta hoạt động tốt hơn. Chính vì thế nên cơ thể của chúng ta sẽ tránh được các tác nhân cũng như các mầm bệnh từ môi trường bên ngoài, giảm thiểu tối đa các nguy cơ chúng ta bị mắc các bệnh lây nhiễm. Vâng, và trong nước đông trùng hạ thảo còn có thành phần bạch chỉ và ngải cứu. Nó là một trong những thành phần hỗ trợ giúp điều trị chứng đau đầu này, đau dây thần kinh tọa, giúp an thần, giảm các trạng thái căng thẳng, lo lắng, stress. Đặc biệt đối với những ai mà thường xuyên trong cái tình trạng bị hồi hộp, tim đập nhanh, chống ngực nhiều. Thế thì khi chúng ta sử dụng nước đông trùng hạ thảo hộp gỗ vàng 60 gói thường xuyên thì chúng ta sẽ thấy các tình trạng đó giảm đi một cách rõ rệt và hiệu quả. Mọi người cứ nghĩ rằng là đông trùng hạ thảo thì chỉ dành cho nam giới, nhưng đặc biệt là nước đông trùng hạ thảo còn dành cho cả các chị em phụ nữ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì các thành phần tinh chất bưởi cũng như là các dưỡng chất có trong đông trùng hạ thảo, nó chính là một liệu pháp ngăn ngừa lão hóa hiệu quả, giúp cho da chúng ta đẹp mịn màng hơn, cân bằng độ ẩm cho da và dưỡng da tốt hơn, làm mờ các vết nám, tàn nhang và đồi mồi trên da, cũng như là làm đen và mượt tóc hơn. Đối với chị em phụ nữ đang ở giai đoạn tiền mãn kinh ạ, khi chúng ta sử dụng nước đông trùng hạ thảo thường xuyên thì nó sẽ điều tiết cái nội tiết tố trong cơ thể chúng ta, nên là sẽ giảm các triệu chứng của tiền mãn kinh như bốc hỏa, rụng tóc, sạm da và trong người lúc nào cũng cảm thấy khó chịu, nhất là việc mà hormone sinh dục nữ của chúng ta suy giảm. Còn đối với những ai mà đang trong giai đoạn trong kỳ kinh nguyệt thì khi chúng ta sử dụng nước đông trùng hạ thảo hộp gỗ vàng thường xuyên sẽ giúp cho chúng ta điều hòa kinh nguyệt và giảm các chứng thống kinh như là đau bụng, đau lưng khi chúng ta đến kỳ kinh nguyệt. Vâng, nhờ vào việc trong con đông trùng hạ thảo có rất nhiều các loại axit amin, nguyên tố vi lượng cùng với cả các loại vitamin, thì trong nước đông trùng hạ thảo hộp gỗ 60 gói này, khi các bạn sử dụng, các bạn sẽ phục hồi cơ thể một cách nhanh chóng đối với người già, người gầy yếu và người mới phẫu thuật xong. Ngoài ra thì chúng ta sử dụng nước đông trùng hạ thảo hộp gỗ 60 gói còn giúp chúng ta điều hòa huyết áp, ổn định tim mạch nên giảm thiểu tối đa các bệnh lý về tim mạch. Nó cũng giảm mỡ máu nên là chống được xơ vữa động mạch vành, giúp cho nhịp tim ổn định hơn và cơ thể khỏe mạnh hơn. Ngoài các thành phần mà Ngọc Hoa vừa mới nói phía trên thì trong nước đông trùng hạ thảo chúng ta không thể không nhắc đến đấy là thành phần xà sàng và hoàng kỳ. Sự kết hợp giữa đông trùng hạ thảo cùng với xà sàng và hoàng kỳ giúp tăng cường chức năng thận tốt hơn. Nó đặc biệt tốt dành cho những người bị viêm thận mãn tính, suy thận,
tiểu đêm nhiều và tiểu nhiều lần, cũng như là nước tiểu có độc. Nam giới sử dụng nước đông trùng hạ thảo nhiều thì sẽ giúp tăng cường chức năng thận, giúp bổ thận tráng dương, cường dương và điều trị xuất tinh sớm cũng như là liệt dương. Nó kích thích sản sinh hormone testosterone sinh dục nam giới và giúp tăng cường chức năng sinh lý, giúp cuộc sống vợ chồng của cả anh thêm phần hạnh phúc. Đặc biệt với những ai mà thường xuyên sử dụng nước đông trùng hạ thảo, hộp gỗ 60 gói thì các bạn sẽ thấy là hệ hô hấp của các bạn sẽ khỏe lên rất nhiều lần nhiều. Với những ai đang bị hen suyễn, viêm phế quản mãn tính, viêm phổi, ho có đờm, khi chúng ta sử dụng nước đông trùng hạ thảo hộp gỗ 60 gói sẽ làm giảm các triệu chứng đó cho chúng ta và giúp tiêu đờm, bổ phế, dưỡng khí nên giúp cho chúng ta có một lá phổi tốt hơn. Ngoài phổi thì chúng ta không thể không nhắc đến gan. Khi chúng ta sử dụng nước đông trùng hạ thảo hộp gỗ 60 gói thì chúng ta sẽ có một lá gan khỏe hơn. Nhờ việc nó sẽ tăng cường chức năng gan, giúp gan thải độc tốt hơn, làm mát gan và điều trị các vấn đề về gan như là xơ gan, viêm gan mãn tính hay là gan nhiễm mỡ. Vâng, đấy là toàn bộ các công dụng của nước đông trùng hạ thảo hộp gỗ 60 gói mà Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn. Vậy thì làm sao chúng ta có thể sử dụng sản phẩm nước đông trùng hạ thảo hộp gỗ 60 gói sao cho hiệu quả nhất? Thì sau đây Ngọc Hoa sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, đây chính là hộp nước đông trùng hạ thảo hộp gỗ vàng loại 60 gói. Các bạn có thể nhìn thấy là trên bề mặt hộp được in hoa văn rất là đẹp mắt. Và hơn nữa là đây cũng là một sản phẩm được tập đoàn Samsung bảo trợ. Nó được sản xuất bởi công ty dược phẩm Unicell. Hai bên của dòng tên sản phẩm thì sẽ có hai chú phượng đang đỡ đầu tên. Và ngay chính giữa sẽ là những con đông trùng hạ thảo đang nảy mầm lên. Và các bạn có thể nhìn thấy ở đây chính là tem. Nó gồm có mã QR và tem của nhà sản xuất. Tất cả đều có nhũ bảy màu. Khi mà các bạn đưa lên đưa xuống, các bạn sẽ nhìn thấy óng ánh. Mà này, đây chính là khóa của hộp được làm bằng hình con rùa. Các bạn có thể chiếc khóa rất là chắc chắn. Và mai rùa thì được làm bằng những cái mắt như kiểu mắt tổ ong vậy. Mà đằng sau thì sao, chúng ta sẽ cùng xem một góc ai nhé. Phía đằng sau của hộp thì các bạn sẽ nhìn thấy toàn bộ thông số về sản phẩm cũng như liều lượng, cách dùng, hạn sử dụng. Và một lần nữa đấy là mã vạch cũng như mã QR để các bạn có thể check và kiểm tra sản phẩm. Và các bạn nhìn thấy là hai bên của sản phẩm nhé, bên trái và bên phải đều có tem dán niêm phong từ nhà sản xuất. Các bạn có thể nhìn kỹ thấy bên này đây. Giờ chúng ta sẽ cùng mở ra cùng với Ngọc Hoa nào. Bên trong sẽ gồm có 60 gói như thế này ạ. Mỗi một gói sẽ là màu vàng các bạn nhé. Mặt đằng sau sẽ là màu trắng. Và chúng ta sẽ sử dụng như thế nào? Mỗi ngày chúng ta sẽ sử dụng từ 1 đến 2 gói. Và mỗi một lần thì chúng ta sử dụng một gói. Và dung tích của một gói này sẽ là 30ml. Các bạn nên uống trước khi ăn. Và trước khi uống thì các bạn nên lắc đều này. Sau đó cắt chéo góc và uống trực tiếp. Nên nếu như mà có điều kiện ấy thì các bạn nên ngâm gói nước đông trùng hạ thảo này vào cốc nước nóng để cho ấm ấm lên rồi uống sẽ có hiệu quả tốt nhất. Vâng, vậy là Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ công dụng cũng như là cách hướng dẫn sử dụng nước đông trùng hạ thảo hộp gỗ vàng 60 gói. Với phương châm của chúng tôi, chất lượng là uy tín, nên Corashop 24 giờ luôn luôn chọn ra những sản phẩm chất lượng nhất từ những nhà cung cấp uy tín nhất tại đất nước Hàn Quốc để mang tới tay người tiêu dùng Việt Nam, nhằm đảm bảo, bảo vệ cũng như cải thiện sức khỏe của bạn hay chính người thân trong gia đình bạn. Điều đó đã tạo nên uy tín của Corashop trên thị trường Việt Nam suốt 8 năm qua. Và với uy tín của mình thì siêu thị Hàn Quốc Corashop 24 giờ luôn luôn có những chính sách và cam kết đồng hành cùng với khách hàng. Bạn sẽ nhận được hàng nhanh chóng kể từ lúc bạn đặt hàng. Nếu bạn đang ở nội thành Hà Nội, bạn sẽ nhận được hàng trong vòng 24 giờ kể từ lúc bạn đặt hàng, tức là một ngày làm việc. Nếu như bạn đang ở ngoại thành Hà Nội, bạn sẽ nhận được hàng trong vòng từ 2 đến 4 ngày kể từ lúc bạn đặt hàng. Và tại siêu thị Hàn Quốc Corashop 24 giờ thì luôn luôn có đội ngũ chuyên viên tư vấn tận tâm tận tình. Chúng tôi sẵn sàng phục vụ các bạn 24/24, không chỉ là về sản phẩm nước đông trùng hạ thảo hộp gỗ vàng 60 gói, mà còn là về chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt và tập luyện như thế nào cho phù hợp với sức khỏe cũng như công việc hiện tại của bạn. Điều thứ ba, đấy là trước khi bạn phải thanh toán tiền thì bạn hoàn toàn được phép kiểm tra hàng. Và điều cuối cùng, đấy là Corashop 24 giờ luôn luôn cam kết với khách hàng. Trong vòng 7 ngày kể từ ngày bạn nhận được hàng, nếu bạn bóc sản phẩm ra sử dụng và bạn phát hiện ra rằng sản phẩm mình nhận được không đúng với những gì video mà Ngọc Hoa đã nói cho bạn nghe,
thì bạn hoàn toàn được phép bồi thường cũng như hoàn trả hàng ngay lập tức. Ngọc Hoa xin nhắc lại là trong vòng 7 ngày kể từ ngày bạn nhận được hàng, nếu như bạn phát hiện ra hàng mình nhận được không đúng với những gì mà video Ngọc Hoa đã nói thì bạn hoàn toàn được bồi thường cũng như hoàn trả hàng ngay lập tức ạ. Vâng, đấy là những chính sách cũng như cam kết mà CoraShop 24 giờ luôn luôn mang tới cho khách hàng của mình. Vậy làm thế nào mà bạn có thể mua được sản phẩm nước đông trùng hạ thảo hộp gỗ vàng 60 gói đấy ạ? Nó là một sản phẩm rất ý nghĩa cho sức khỏe của bạn và người thân trong gia đình bạn, cho ông bà bố mẹ chúng ta, và là một món quà tặng rất là sang trọng dành cho các đối tác và đồng nghiệp của chúng ta. Thì Ngọc Hoa sẽ giới thiệu với các bạn 3 cách đơn giản sau. Cách thứ nhất là bạn hãy gọi điện theo số hotline 0979149256. Ngọc Hoa sẽ tư vấn cho các bạn nghe toàn bộ về công dụng cũng như là cách sử dụng đúng và hợp lý nhất của nước đông trùng hạ thảo hộp gỗ vàng 60 gói. Kèm theo đó là những chế độ dinh dưỡng và tập luyện làm sao cho phù hợp với sức khỏe và công việc của bạn. Cách thứ hai, bạn hãy kéo xuống phần mô tả phía dưới video. Ngọc Hoa đã đặt một đường link ở phần mô tả này. Kích vào đường link đó, bạn sẽ truy cập được ngay vào website corashop24h.com. Tại đó bạn có thể đặt mua hàng nhanh chóng và tiện lợi. Cách thứ ba là bạn hãy qua ngay trực tiếp siêu thị Hàn Quốc CoraShop 24 giờ tại Hà Nội để nhận được nhiều chương trình ưu đãi cũng như phần quà đặc biệt hấp dẫn khác. Vậy là Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn ba cách rất là đơn giản để chúng ta có thể mua được sản phẩm nước đông trùng hạ thảo hộp gỗ vàng 60 gói ạ. Ngọc Hoa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Ngọc Hoa xin kính chúc bạn cùng toàn thể gia đình có thật nhiều sức khỏe và cuộc sống bình an. Để tìm hiểu thêm những thông tin chi tiết về các sản phẩm đông trùng hạ thảo khác tại siêu thị Hàn Quốc CoraShop 24 giờ, các bạn hãy kích vào các video phía bên phải của Ngọc Hoa. Nhớ đừng quên ấn vào nút đăng ký kèm theo quả chuông nhỏ phía dưới để nhận được nhiều thông báo nhất từ siêu thị Hàn Quốc CoraShop 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh CoraShop 24 giờ.